gặp ruộng này, mà bó này, quá nhiều luôn, nhà em bị ngập mất 3-4 thửa rồi, sắp tới thửa thứ 5 rồi. Cái xe của ai ở bên kia? Cái xe của ai ở bên sông ấy? Hả? Thế nó đâu? Ui dồi, thế bây giờ nó không xem à? Nó thấy chưa? Ê, tí nữa đến thì trôi đi rồi. Ngập hết ruộng rồi đây này. Vừa cấy xong 2 ngày 3 ngày. Một số cấy được 1 tuần rồi. Quá nhiều luôn.
Thế bảo cấy ruộng không cấy à? Còn giảm lớp cấp bản hiện tại là hiệu bảo hết ruộng này. Càng vào nhiều này. Hỏng hết cả vỏ voi này. Hết bao nhiêu công sức. Cái xe kia không mang ra, tí nữa nước đến thì trôi đi đó. Ngập hết ruộng của một bên của nhà Nhất này, nông Văn Trình, Văn Thơ này, Văn Lành này, ngập hết nửa ruộng của bên này rồi. Đây bà con ơi, rất khổ này. Vừa cấy xong một tuần này, xanh này. Nước đã cuốn trôi hết rồi, cả cát hết. Thu ăn khâu liếu rồi nó. Ở đây này. Chú luôn hạt đó. Ở đây mà chôm năm ba. Một số là cấy được một tuần thì số đang cấy được 2-3 ngày. Một số hôm nay vừa cấy xong là trôi luôn. Bỏ mạ trôi hết rồi. Ăn xe hi em phải không ạ? Nó không ạ?
phải ba mấy cái đăng ký bạc đã đem chào vào nhà thầu bố mong rồi. Ngập hết ruộng rồi. Ngập hết khoảng lên khoảng mét. Qua cái cột mốc kia rồi.